bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Life Forex. Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ hai. Vì vậy video lần này là video tin tức hàng tuần của Life Forex. Chúng ta hãy cùng nhau xem lại những diễn biến chính trong tuần vừa qua. Tuần qua, Dow Jones tăng 3,25%, S&P 500 cộng 3,5% và Nasdaq vọt 4,2%. Để kỷ niệm 9 năm ngày sinh của thị trường con bò thì trong ngày thứ 6, cả 3 chỉ số chứng khoán chính đều tăng gần 2% và Nasdaq Composite đóng cửa tại mức cao kỷ lục khi báo cáo về việc làm trong tháng 2 năm 2018 đã làm dịu bớt những e ngại về lạm phát cũng như tốc độ nâng lãi suất nhanh. Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau báo cáo việc làm của Mỹ. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 6, hợp đồng vàng giao tháng 4 tăng 2,3 USD, tương đương 0,2%, lên 1.324 USD trên 1 ounce. Theo CNBC, hợp đồng vàng giao ngay tăng 0,02 lên 1.322,06 USD trên 1 ounce. Cũng trong tuần qua, giá dầu của thị trường thế giới WTI tăng 1,3%, giá dầu Brent tăng 1,7%. Sau vụ sàn giao dịch Contract bị tấn công, hóa ra các hacker đã giúp các nhà đầu tư tránh được sự thua lỗ lên đến hơn 262 triệu USD. Vụ việc sàn giao dịch mã hóa tiền Coincheck bị hacker tấn công và đánh cắp 500 triệu USD giá trị đồng NEM đã làm ảnh hưởng tới 260.000 nhà đầu tư. Đây cũng là một vụ hacker tấn công nghiêm trọng nhất trong lịch sử thị trường. Coincheck sẽ hoàn trả cho các nhà đầu tư với giá trung bình là 0,8 USD trên mỗi đồng NEM. Đây là mức giá được tính trung bình từ thời điểm hacker đánh cắp cho đến khi hoàn trả lại cho nhà đầu tư. Trên thực tế, mức giá này cao hơn giá trị hiện tại của đồng NEM trên thị trường. Đô la Mỹ đã trải qua một tuần đầy biến động với hy vọng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, nỗi sợ về chiến tranh thương mại được báo cáo việc làm của Mỹ. Trong báo cáo, bản tin Nonfarm của Mỹ cho thấy không ít hơn 313.000 việc làm, nhưng mức tăng lương giảm xuống còn 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một sự thất bại đáng kể. Đô la Canada có sự chuyển biến trong câu chuyện thuế quan, đặc biệt là khi BOC đưa ra những lo ngại hơn về vấn đề này. Thuế của Trump là tiêu điểm của thị trường, nhưng khi Canada và Mexico được miễn thì mối lo ngại đã phần nào dịu đi. Trong khu vực đồng tiền chung châu Âu, tình hình bầu cử không thuyết phục của Ý đã làm giảm đồng euro. Bảng Anh gặp khó khăn khi Brexit và Australia là một con số GDP đáng thất vọng. Và điều gì sẽ xảy ra trong tuần này? Thứ ba, lạm phát Mỹ vào tháng 1, tiền lương lạm phát đã vượt ngoài mong đợi, tạo nhiều cơ hội để tăng lãi suất. Tuy nhiên, lạm phát giảm vào tháng 2, làm lạm phát sẽ như thế nào? Chỉ số CPI cơ bản dự kiến sẽ giữ nguyên 1,8%. BPI của Mỹ dự báo sẽ tăng 0,1%. Thứ tư, phát biểu của Mario Draghi, chủ tịch ECB đã cố gắng đẩy đồng euro xuống sau những tuyên bố của mình. Ông sẽ có thêm cơ hội khác để di chuyển thị trường của mình khi phát biểu tại Frankfurt. Doanh thu bán lẻ tại Mỹ, lần trước báo cáo bán lẻ vào tháng 1 bị lu mờ bởi số liệu lạm phát, lần này chính là sàn diễn của doanh số bán lẻ. Chỉ số này đã giảm vào tháng 1 0,3% và dự kiến sẽ tăng 0,3% trong tháng 2. GDP của New Zealand. Dự kiến tăng GDP của New Zealand trong quý 4 là 0,8% sau khi tăng 0,6 vào quý 3. Nền kinh tế của New Zealand phụ thuộc vào thương mại và thông tin về thuế quan, gần đây đã ảnh hưởng đáng kể đến đồng New Zealand. Thứ năm, quyết định lãi suất của Thụy Sĩ. Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ đã gây sốc cho thế giới khi bỏ neo đồng tiền của mình vào tháng 1 năm 2015. Kể từ đó, S&P duy trì lãi suất là âm 0,75% và cam kết sẽ can thiệp vào thị trường tiền tệ bất cứ khi nào cần thiết. Thứ sáu, dữ liệu về nhà ở Mỹ, giấy phép xây dựng và nhà ở đã bắt đầu đi theo các hướng khác nhau. Chúng bù đắp lẫn nhau khi không có bất kỳ biến động của thị trường nào. Nhưng khi giấy phép xây dựng và nhà ở di chuyển cùng một hướng, thì đồng đô la Mỹ sẽ phản ứng mạnh. Niềm tin tiêu dùng của Mỹ trong tháng 2 đạt 99,7 điểm và trong lần này được kỳ vọng là 99,6 điểm. Vậy bạn đã cùng Life Forex tổng hợp những tin tức quan trọng cần được theo dõi trong tuần. Life Forex xin kính chúc tất cả các bạn có một tuần mới tràn đầy năng lượng để hoàn thành tốt tất cả các công việc của mình nhé. Life Forex xin chào và hẹn gặp lại.